Thưa quý vị và các bạn, ngày nay công nghệ điện tử vi điều khiển đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có ngành sản xuất ô tô. Việc ứng dụng công nghệ này thay cho điều khiển cơ khí trước đây như một cuộc cách mạng về giải pháp đã làm thay đổi tư duy làm việc và phương thức tiếp cận của người thợ sửa chữa, bởi vì một phần của công nghệ này đã vượt qua được các giới hạn giác quan thông thường của con người. Để làm chủ được công nghệ và tiếp cận với đối tượng này, cần thông qua các phương tiện, công cụ và đặc biệt những người thợ cần được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Sau nhiều năm nghiên cứu và cải tiến, mới đây các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ DTD Auto thuộc Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cho ra đời một bộ thiết bị chuyên dụng đào tạo kỹ thuật điện tử ô tô, phục vụ đào tạo các kỹ thuật viên sửa chữa các xe thế hệ này. Thiết bị bao gồm nhiều mô đun chức năng, cấu kiện riêng biệt, mô phỏng trực quan, sinh động, nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các mạch điện và điều khiển điện tử trên ô tô. Giáo viên và học viên có thể thao tác, đo đạc, kiểm tra thông số kỹ thuật trực tiếp hoặc thông qua máy tính của từng chi tiết, đặt ra các tình huống sự cố thực tế để hình thành tư duy, phương hướng khắc phục. Đặc biệt, thiết bị thiết kế mở để giáo viên và học viên có thể chủ động, sáng tạo và lắp ráp các mô đun với nhau theo từng yêu cầu bài học cụ thể, từ cơ bản đến nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp bằng nhiều phương pháp và dụng cụ đo. Phần mềm đào tạo trên máy tính hỗ trợ thông tin lý thuyết cơ bản, hình ảnh, đồ thị tham số trực tuyến, ghép nối mô hình, mô phỏng và bài giảng sinh động. Chúng tôi nghiên cứu và chế tạo mục đích chính là để làm giáo cụ cho các cái trung tâm đào tạo nghề về cái phần chuyên sâu về điện và điện tử cho ô tô. Ví dụ như là cái thiết bị này là cái hệ thống mà để cho đào tạo cho sinh viên, học viên của các trường đại học, các cái trường chuyên nghiệp đào tạo về hệ thống chân ga điện tử trên ô tô, và nó có các cái chân ga tách rời ra như thế này, vì nếu trên xe thì nó rất khó học, và nếu mà mình tách rời theo từng cái khối chức năng mô đun là đầu vào xử lý trung tâm và đầu ra thì học viên sẽ rất dễ dàng để có thể hiểu được cái công nghệ và cái hoạt động của cái hệ thống chân ga điện tử này. Thiết bị được nghiên cứu và chế tạo dựa theo tiêu chuẩn thiết bị dạy nghề của Cộng hòa Liên bang Đức, chính xác về chuyên môn và đảm bảo yếu tố cơ bản về sư phạm như nghe, nhìn, hành động. Đây cũng là thiết bị được đánh giá là giáo cụ trực quan, đáp ứng được yêu cầu của các trường dạy nghề học lý thuyết và thực hành, từ cơ bản đến nâng cao hệ thống điện và điều khiển điện tử trên ô tô hiện đại. Nguyên lý hoạt động cơ bản của nó là một cái biến trở bên trong, hoặc là nó là dạng cái cảm biến hô công nghệ mới. Thì khi cái thông tin của các cảm biến sẽ gửi vào ECU một dạng tín hiệu điện, và cái ECU sẽ nhận được các cái thông tin đó và sẽ điều khiển các cái cơ cấu chấp hành, đó là các cái búng ga điện tử. Trước đây thì khi mà người lái xe người ta muốn thay đổi góc bấm ga thì người ta phải đạp chân vào một cái giống như là cái đòn bẩy, và nó có một cái dây cáp để nó kéo cái góc quay của cái bấm ga. Còn bây giờ thì hoàn toàn là điều khiển bằng điện tử, thì với một cái điều khiển không cần phải dây cáp cơ học nữa, mà nó hoàn toàn là thông qua một cái hệ thống điều khiển tự động, và bấm ga nó sẽ hoạt động cả hai chế độ là chế độ guarantee, thì lúc đó là ECU sẽ điều khiển để cho cái hòa khí có thể đưa vào động cơ thay đổi theo các chế độ tải động cơ. Còn nếu mà chúng ta đạp vào cái chân ga này thì cái bấm ga nó sẽ thay đổi hoàn toàn tuân thủ theo cái việc góc mở của cái chân đạp. Thiết bị có thể sử dụng để đào tạo cho nhiều loại xe thế hệ mới đến nay. Hiện tại thiết bị làm việc ổn định và chính xác, thông tin rõ ràng, chi tiết, hiển thị trên mô hình và màn hình của các thiết bị đo. Trong thời gian tới, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Triển khai Công nghệ DTD ô tô thuộc Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải tiến để đưa ra các phiên bản mới hơn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao tay nghề, đáp ứng được sự thay đổi công nghệ của các dòng xe mới trong những năm kế tiếp. Cái mục tiêu chính của chúng tôi ấy là đây là cái bộ giáo cụ chuyên dụng để phục vụ cho các cái trường hợp dạy nghề là chính. Tuy vậy là nếu như trong một vài năm tới thì các cái xưởng sửa chữa, các cái trung tâm công nghệ về ô tô thì người ta cũng có thể cần phải thiết kế những cái mô hình tương tự như vậy để mà cho các cái kỹ thuật viên người ta có thể tìm hiểu sâu và kỹ về cái công nghệ đó thì người ta mới làm chủ cái công nghệ sửa chữa. Vậy thì cái sản phẩm này có thể phục vụ cho cả hai cái đối tượng, vừa là trung tâm đào tạo nghề, vừa là các cái xưởng sửa chữa và cái trung tâm nghiên cứu về kỹ thuật ô tô. Các sản phẩm giáo cụ, học cụ của trung tâm DTD Auto nghiên cứu chế tạo đều được thiết kế với giải pháp CBT và Multimedia, đã và đang ứng dụng phổ biến cho đào tạo nghề trên thế giới và các chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô ở Việt Nam. Sự ra đời của thiết bị hy vọng sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của giới chuyên môn trong việc đào tạo và sửa chữa các loại ô tô điện tử cao cấp đang thịnh hành tại Việt Nam.